giả. Các anh chị cần chú ý là trên sản phẩm đều có tem chống hàng giả của Bộ Công an như vậy nha. À, cũng như phía sau thì các anh chị có tem mã vạch, tem thương hiệu và cái phần mềm ứng dụng, mã QR code để download phần mềm ứng dụng. Trên đây thì các anh chị thấy nơi lắp pin nè, ở đây là bật cái nguồn cấp nguồn pin cho cái trung tâm. Phía sau thì các anh chị thấy đây là chỗ dắt cắm nguồn điện adapter 12V, và đây là cái dắt cắm ngõ ra của còi có dây. Bên đây là cái khe để mình cắm cái sim, và bên đây là cái micro. Bây giờ mình sẽ bật nguồn lên nha các anh chị. Rồi mình bật nguồn lên thì cái đèn nó sẽ sáng lên cái màu xanh dương. Thì bây giờ mình sẽ reset cái trung tâm này bằng cách là mình bấm giữ hai cái nút này, giữ khoảng 5 tới 10 giây. Trung tâm đang báo động là cái nguồn nó yếu ha, chúng ta có thể cấp nguồn cho thiết bị. Chưa cấp điện do chỗ này có pin pin chắc lâu chưa sạc phải không? Pin thì nó đủ sạc nhưng nó đang báo nguồn yếu thôi, mình có thể sạc cũng được. Tức là nguồn yếu là nó báo là mình sạc á. Tức là cái này nó rất là hay, là khi cái nguồn sạc dự nguồn dự phòng nó yếu thì nó báo cho mình biết để mình sạc để khỏi bị mất kết nối. Rồi bây giờ mình sẽ sạc ha. Thì cái adapter này các anh chị sẽ cắm vào đây. Cái chui này thì mình sẽ ghim vào phía sau chỗ này ha. Chắc cái này chắc sạc điện thoại luôn được á, giống cái đồ sạc điện thoại Android đúng không? Dạ. Bao nhiêu volt ngõ ra mình? Cái này là khoảng chắc 5V hả? 5V. Ok, vậy là sạc điện thoại được luôn. Dạ. Tức là chúng ta có thể dùng cái này để sạc điện thoại và ngược lại ha. Nhưng mà đều cái sạc điện thoại thì có thể sạc cái bộ này không được, tại vì nó dòng nó yêu cầu lớn hơn là cái dòng của cái điện thoại. Cứ để đó lồng cắm luôn lên đi. Rồi, bây giờ mình sẽ kết nối cái thiết bị từ cửa hồng ngoại vô nha. Thì bây giờ mình sẽ lắp pin. Rồi, các anh chị thấy ha, bên đây thì nó sử dụng là hai cục pin tiểu, bên đây sử dụng là 4 cục pin tiểu 3A. Khó pin. Khó pin luôn. Rồi mình sẽ lắp pin theo đây theo cái chiều âm dương của nó nha các anh chị. Lắp pin vào trong cái hồng ngoại báo chuyển động để kết nối với cái Picotech PCA7000GSM. Rồi nó đèn nó sáng lên là được ha. Rồi ok. Rồi đầu tiên cái này mình có lắp hai cục pin như đây. Đây là gắn cho cái từ rồi báo mở cửa cũng kết nối vào cái PCA7000GSM luôn. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối ha. Thứ nhất bây giờ để kết nối cái từ cửa cái ông ngoại, bây giờ mình sẽ bấm vào phút phím giữa này nè, giữ 5 giây. Và nó kêu là học lệnh cái remote. Bây giờ mình sẽ kích vào cái remote thứ nhất. Rồi thành công. Successful đó. Bây giờ mình bấm sang cái phím remote thứ hai. Two. Mình kích cái remote thứ hai. Rồi lên đi successful, tức là đã học được rồi đó, đã thành công rồi. Rồi kế tiếp mình muốn cài thêm remote nữa, như là cái thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, bảy, tám ha. Cái này kết nối được 8 cái remote. Kế tiếp thì bây giờ mình muốn cài qua cái hồng ngoại hoặc cái từ cửa, mình bấm phím giữa một cái. Rồi wireless detector là bây giờ mình cài lên cái hồng ngoại. Wireless detector nó nói rất là rõ ha, mình dễ nghe lắm. Rồi thành công. Kế tiếp là mình sẽ cài cái từ, mình bấm phím 3 một cái. Rồi mình tắt cái từ ra. Đợi một tí. Hình như pin nó không ăn á mình. Đó đèn không?
learning. Repeat, repeat learning là học lại làm ha. Lặp lại. Repeat learning. Có thể lấy cái từ khác, cái từ này có thể là nó cái từ KS á. Cái từ KS á. Từ này nó học có lệnh lâu. Có thể là do là reset lại, tại vì nó học mấy cái kia rồi đó mình. Dạ. Bây giờ em thoát ra rồi em vô lại là được liền á. Dạ rồi, chúng ta chờ tí xíu ha. Đó là bây giờ kế tiếp thì mình sẽ cài qua cái thẻ RFID card đi. Ở đây mình có hai cái thẻ. Bây giờ để cài thêm cái thẻ RFID card, mình sẽ bấm phím giữa một cái. Đó, RFID card. Bây giờ cái thẻ này mình sẽ quẹt lên đây. Rồi, nó đã nhận. Kế tiếp thì mình sẽ cài cái thẻ thứ hai. Chiêu. Rồi, mình quẹt lên đây. Đấy. Kế tiếp thì nếu như chúng ta muốn cài cái cài cái còi. Đó, nếu chúng ta kế tiếp chúng ta cài cái còi thì chúng ta sẽ kích hoạt cái còi lên. Rồi, chúng ta thoát ra. Bây giờ mình sẽ cài thử cái từ KS21 này ha. Rồi mình sẽ cài lại cái từ này. Đây là cái từ 21W. Mình bấm cái này giữ 5 giây. Giây. Nhanh luôn, vô liền luôn. Cái từ hai chị ha. Bây giờ mình bấm thoát ra. Rồi, mình đã thoát ra rồi. Bây giờ mình thử test cái chức năng của cái hồng ngoại cũng như cái từ ha. Bây giờ mình sẽ bật remote lên. Bấm vào trên remote thì nó có 4 phím. Các chị thấy phím trên cùng hình biểu tượng ổ khóa đang đóng, đó là phím bật trung tâm. Phía dưới cái hình ổ khóa đang mở là phím tắt trung tâm. Cái phím hình biểu tượng ngôi nhà có một người đang đứng bên trong, đó là phím bật trung tâm chế độ Home Am. Và cái phím SOS là phím nút nhấn khẩn. Bây giờ mình thử bật trung tâm lên nha. Là bật trung tâm lên ha. Bây giờ mình thử qua cái hồng ngoại. Đấy, ngay lập tức nó hú còi lên. Rồi mình tắt cái này đi ha, mình lập cái này qua. Bây giờ mình sẽ test sang cái từ cửa để xem cái phản ứng của cái từ cửa tốt hay không nha. Bật lên. Rồi để xem cái khả năng tiếp ứng của cái từ cửa. Nhanh luôn ha. Rồi mình tắt. Rồi bây giờ mình test thử chức năng của cái thẻ RFID card. Chức năng là chức năng dùng để tắt trung tâm. Giả sử như trung tâm đang hú còi, mình sẽ quẹt cái thẻ này lên trên đây để nó tắt trung tâm nhé. Rồi mình tắt.